vị vẫn giữ màn hình để theo dõi chương trình sổ tay bảo hiểm cùng với Kim Phượng và Thư Hiền. Xin mời em tiếp tục, em đang nói. Dạ, em nói về cái nếu mà mình lãnh tiền bảo hiểm nhân thọ, thì khi mà mình lãnh tiền bảo hiểm nhân thọ, em làm lật lại một lần nữa cái chương trình này, cái bảo hiểm nhân thọ là cái hay nhất mà mình khi mà mình mà ai gia đình thân nhân mà lãnh cái tiền bảo hiểm nhân thọ là em lặp lại ngay cả 1 triệu 2 triệu gì vậy cũng không có phải bị đóng thuế. Và khi mà có chuyện gì xảy ra thì đối với mình thì thân nhân của mình mặc dầu mình thiệt hại về nhân mạng nhưng mà cái số tiền này gia đình mình có thể dùng đó để trả ốp nợ nhà, trả nợ credit hoặc là nuôi cho con ăn học, tiếp tục dùng cái này để trả tiền. Thành ra mấy trăm ngàn nó cũng rất là quan trọng cho cái để mình ở lại, mình khi mình mất đi thì con cái mình cũng an tâm được cái chuyện đó. Dạ. Thì đó là khi mà mình mất sớm. Hồi nãy em đã chia sẻ rồi, nếu sống lâu, nếu mất sớm. Và bây giờ thêm một cái, dạ, nếu mà bệnh tật, dạ, cái bệnh tật là cái mình sợ nhất, phải không chị? Đúng cái rồi. Bệnh tật là cái sợ nhất. Và thật sự không có, mình là con người thì không có ai mà dám nói tôi không bệnh. Hoặc là không ai mà né thì mình ráng ăn, giữ gìn sức khỏe thôi. Nhưng mà cái người giữ gìn sức khỏe mà tới lúc bệnh thì mình bận bệnh, dạ. Thành ra cái rất là may mắn là cái chương trình của cái hãng bảo hiểm này họ có kết hợp luôn cái tiền bệnh vô, quý vị ạ. À. Thành ra thí dụ như cái trường hợp này của cái người này mà 35 tuổi thôi đó, thì quý vị thấy là 200.000 đồng tiền nhân thọ. Nếu mà nếu mà người đó mất sớm, sống lâu thì dĩ nhiên nó lời nhiều rồi. Và nếu mà bệnh á, thì thí dụ như bây giờ em cũng thí dụ là tới 65 tuổi bệnh đi. 65 tuổi bệnh á, thì quý vị thấy trên màn hình á, là mình đã có 177.000 tiền mình có thể rút ra mình xài. Mình xài cái tiền này xong rồi á, cái nhân thọ mình vẫn là còn 200.000. Thì với 200.000 này á, mỗi tháng quý vị có quyền rút ra 2% của cái tiền tử của mình. Tức là mỗi tháng quý vị có rút ít nhất về 4.000. À, tối đa quý vị có thể rút 4.000 cho một tháng. 4.000 một tháng. Quý vị thấy số tiền 4.000 đâu phải nhỏ. Thành ra nếu mà nhiều người mà sống ở nursing home mà cái nọ đó, hoặc là khi bệnh mà người ta ở nhà người ta trị không được mà bắt buộc phải vô nursing home, quý vị thấy 4.000 đồng. Bây giờ trung bình mỗi một tháng là cái nursing home phải trả từ 4 tới 6 ngàn. Thành ra đây là một cái an tâm nữa để lỡ mà mình có bệnh hoạn gì đó, thì ngoài cái số tiền cash mình để dành được rồi, mình lại có thể rút ra để mình trả cho những cái, hoặc là mình đóng tiền nhà, tiền cửa, hoặc bất cứ gì mình miễn, mình xài sao xài, miễn cái tiền đó tiền của mình. Họ không bắt mình là phải dùng cái tiền đó để trả cho cái tiền medical, họ không cần thiết. Thành ra cái chương trình này nó rất là, em thấy nó rất là hữu ích. Bệnh thì nó có hai cách bệnh, chị Phượng. Thí dụ nếu mình bệnh nặng, giống như cái phần ở trên này, nếu mình bệnh nặng mà bác sĩ báo là mình sẽ mất trong vòng 2 năm, thì mình có thể ứng tới 75% của cái tiền tử mình ra. Thí dụ cái người này 200.000, thì khi mặc dầu còn sống, nhưng mà có quyền rút ra tới 150.000. Mình một đúng 150.000 muốn làm gì làm. Mình ngoài cái tiền mà để dành của mình cash value đó, mình có quyền rút 150.000 cái tiền tử mình ra. Rồi khi mình mất xong á, mình mất á, thì cái 50.000 còn lại đó, cái thân nhân mình hứa, mình lấy cái tiền đó để lo cái hậu sự cho mình. Dạ. Rất là hay. Và đây là cái thêm nữa là cái mà cái chronic illness á, là cái mà nãy em nói, nếu mà quý mình bệnh mà chỉ cần mình bệnh mà ở đây là cho mình thấy là nếu mà thí dụ những cái sinh hoạt hàng ngày nó gồm có 6 cái là thí dụ như là mặc áo quần nè, ăn uống nè, đi vệ sinh nè, đi đứng nè, hoặc là mình bị lãng trí nè. Đó, nó có 6 cái sinh hoạt hàng ngày mà chỉ cần 2 trong 6 cái đó thôi. Thí dụ như mình không tự đi đứng, không tự mặc áo quần được đó. Chỉ cần 2 trong 6 cái đó mà after 90 ngày mình vẫn chưa có hồi phục đó, thì mình được quyền ứng trước 2% của cái death benefit của mình, tức là cái trường hợp này là 4.000 tháng.
Rồi nãy em lặp lại đó là 4.000 một tháng để cho cái để mình lo chi phí bất cứ mình muốn xài gì mình xài. Đó. Thành ra em thấy nó rất là hữu dụng. Trong cái trường hợp mà nếu mất sớm này em là nó cũng nằm vô những cái mà ví dụ như mình bị tai nạn bất ngờ. Bất cứ tai nạn hay là bệnh tật, ví dụ như vậy, trong cái bảo hiểm nhân thọ này nó bệnh gì cũng đền hết. Chết vì bất cứ lý do gì đều đền hết. Tại vì có những cái, cảm ơn chị Phượng nhắc cho em cái bảo hiểm nhất cái đó. Nó có một cái rất là nhiều loại tại bảo hiểm. Nếu mất sớm cũng có thể là cái bệnh kéo dài rồi mình chết sớm dạ, đổi. Nhưng mà có cái ra cái bị đụng xe hay là dạ. Chết bất đắc kỳ tử. Chị Phượng nhắc em một cái này là em rất là cảm ơn. Tại vì em quên đề cập tới điều này. Quý vị nhớ là có nhiều quý vị nói là hỏi là có bảo hiểm, tôi có bảo hiểm rồi. Em mới hỏi là đóng bao nhiêu tháng, có 3-4 đồng thôi nhà băng bán. Thì quý vị phải coi kỹ lại, cái bảo hiểm đó không có phải là bảo hiểm mà nó cũng là nhân thọ nhưng mà nó để là accident death only. Tức là bị tai nạn mà chết vì tai nạn đó thì mới đền thôi. Yeah. Còn nếu mà quý vị bệnh là không đền nha. Thành ra đó là cái đó thành ra nó rất là rẻ, là tại sao ít có người được như vậy. Và quý vị phải có những người đó phải chết vì cái accident đó, thường thì phải chết ở hiện trường, hoặc là nếu không chết hiện trường thì cái luật họ rất là thí dụ như mình gây ra rồi vài năm sau mình mới chết, nhưng mà nó bảo hiểm nó vẫn tranh cãi là cái đó là chết vì bệnh chứ không phải vì chết vì accident. Đúng rồi. Thành ra là mình không có được đền đâu, phải coi kỹ. Dạ, coi kỹ lại. Cảm ơn chị Phượng, rất cảm ơn chị về cái câu hỏi đó, là quý vị phải coi kỹ. Có những cái bảo hiểm mà quý vị đóng rất là rẻ, 500.000 quý vị đóng có vài chục đồng thôi, thì quý vị phải coi kỹ, cái đó không phải là cái loại suốt đời. Nó có bảo hiểm mà, nhưng mà trong cái bảo hiểm đó lại không có cái phần đó. Dạ, đúng mình rồi. Không được hưởng. Dạ đúng rồi đó. Em có một cái em nhắc lại, em có một cái người khách mà đi xe tải đó, rồi hỏi vợ có bảo hiểm chưa, nói ca anh có mua 1 triệu đồng rồi cái nọ đó, mua 1 triệu đồng nhưng mà rốt cuộc anh không chết vì đó, mà anh 2 năm sau anh bị chết vì ung thư gan. Rồi tới chừng truy ra, tưởng ra bà cô vợ tưởng là mình được 1 triệu đồng tiền bảo hiểm nhân thọ, nhưng mà không phải quý vị. Tại vì phải là accident death mới bị, còn cái anh này anh chết vì bệnh thì không được đền. Em rất cứ hối hận tới bây giờ là tự vì em đã không đi sâu hơn để nhắc cái cô đó cái chương trình đó. Và phải có chi tiết hết. Dạ. Em cũng xin những giờ phút cuối em xin tóm tắt lại một chút và quý vị em nhắc lại, em rất là tự hào và rất là vui vì có những cái chương trình này. Và nếu mà quý vị, em muốn tất cả quý vị không có cần phải mua bảo hiểm ở hãng em hay như thế nào, nhưng mà tất cả mọi người nên phải có. Tại vì cái này nó quá nhiều ưu điểm quý vị, nhiều khi nói mà mình không tin. Cái thứ nhất, số tiền mình đóng nó ra quá rẻ. Rồi thí dụ như, rồi thêm một cái nữa nè. Có nhiều người hỏi là giờ không có tiền thì sao, mà bây giờ có tiền rồi mai mốt không có tiền thì sao. Thì nếu quý vị càng không có tiền thì quý vị lại nên phải có chương trình này. Tại vì đóng một thời gian quý vị có thể có quyền rút tiền ra, mà quý vị 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm, quý vị lúc đó không có đi làm nữa. Có thể nữa. Xin giảm lại, ví dụ thay vì đóng 200 mình xin đúng, đóng 100 giỏi không? Quá. Chị được chứ giỏi rồi. Đúng rồi. Tức là bớt lại nếu mà mình không dạ, có tiền đúng được rồi, tiền đúng nhiều. Rồi, đúng rồi. Tại cái này mình có đầu tư trong đúng đó rồi. Mà. Thì bây giờ nếu mà mình không muốn đóng nhiều thì thí dụ bây giờ mình đóng 200, mình mai mốt mình muốn rút tiền ra cũng được, còn không mình không muốn đóng 200 mình đóng xuống 150 thôi, 100 thôi. Hoặc là nếu mà mình không đóng nữa thì sao, mình không đóng nữa thì cái tiền cash của mình trong cái bảo hiểm này nè tự nó nuôi cho cái bảo hiểm mình. Thành ra quý vị thấy an tâm chưa, sinh lão bệnh tử là bà lão bệnh tử quý vị đã có nè. Rồi nếu mà quý vị mất chớp, quý vị không có khả năng đóng, thì những cái bây giờ quý vị đã càng đầu tư sớm chừng nào tốt chừng đó, là quý vị đang để dành, quý vị đang bill cái tiền đó, khi nào sau này mình không có cơ hội, không khả năng đóng nữa, thì tiền trong này mình muốn rút ra cũng được, mình muốn đóng giảm cũng được, hoặc là không thì mình lấy cái tiền này nó nuôi luôn. Nhiều người đóng tới 20 năm ngưng là, nhưng mà cái bảo hiểm này vẫn có suốt đời cho quý vị. Thành ra là nó rất là hay quý vị. Vâng, mặc dù Thư Hiền nói là quý vị có thể mua bảo hiểm ở bất cứ nơi nào cũng được, nhưng mà tốt hơn thì nếu quý vị đọc Thư Hiền thì quý vị hãy gọi số điện thoại cho Thư Hiền. Dạ, thưa 713-900-9999. Và một lần nữa em chân thành cảm ơn đài ABTV. Và rất cảm ơn chị Thư Phượng lúc nào cũng cho em một cái cơ hội để chia sẻ những cái tin vui và hữu ích cho đồng hương mình tại Houston. Một lần nữa em chân thành cảm ơn.
Vâng, xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kế tiếp. Chúc quý vị một ngày bình an.